Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung sau đây. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tuyên truyền cải cách hành chính. Nhân rộng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Sau đây là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 2 năm 2023, Bộ Nội vụ ban hành quyết định số 82 của Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch nhằm xác định nội dung, hình thức, thông tin tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính. Công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội, hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật của nền hành chính phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Tình hình thực hiện các nội dung xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 176 về thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý. Theo đó, quyết định 176 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 13 tháng 2 năm 2023 và bãi bỏ hai thủ tục hành chính là cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, bộ phận một cửa của Bộ Tài chính chuyển hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tới Cục Quản lý giá để xử lý theo quy định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho doanh nghiệp thẩm định giá. Tại công văn số 1010 vừa được ban hành, Kho bạc Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh hoạt động giám sát từ xa, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Kho bạc Nhà nước thực hiện giám sát từ xa trong toàn hệ thống về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo lãnh đạo Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tại các đơn vị thuộc và trực thuộc. Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố chủ động quyết định tần suất giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai xây dựng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ tại 7 xã thị trấn thuộc 5 huyện. Đến nay, toàn tỉnh đã mở rộng được 140 mô hình. Nhiều địa phương đã triển khai đồng bộ đến 100% các xã thị trấn. Việc triển khai mô hình này đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở các địa phương. Tại huyện Đông Sơn, trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm xây dựng một nền hành chính vì nhân dân phục vụ. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hoạt động cải cách hành chính của huyện Đông Sơn đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết công việc trên địa bàn. Trong năm 2022, toàn huyện đã tiếp nhận gần 28.000 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Tại cấp huyện, có 943 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 343 hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 4. Cấp xã đã nhận 12.000 hồ sơ mức độ 3 và mức độ 4, vượt chỉ tiêu được giao. Từ năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Sơn đã chỉ đạo tiếp tục đánh giá sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của huyện và 14 xã thị trấn, tăng cường tuyên truyền việc tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, hướng dẫn sử dụng biên lai điện tử, thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tăng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, tăng sự hài lòng của tổ chức công dân. 2. Giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính. 3. Không phiền hà sách nhiễu, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần, không trễ hẹn.
Ủy ban nhân dân huyện quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính tới các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Hôm nay thì tôi đến đây để làm cái thủ tục về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cán bộ ở đây thì nhiệt tình giúp đỡ, mọi cái thủ tục đều hoàn thiện và trong thời gian 10 ngày thì đến lấy kết quả để đi nộp thuế, người rất hài lòng với sự phục vụ của cán bộ ở đây. Để thực hiện tốt việc cải cách hành chính gắn với việc chuyển đổi số thì huyện Đồng Sơn đã trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện Đồng Sơn đã xây dựng kế hoạch để triển khai đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, và đặc biệt là đã thành lập được các cái tổ công nghệ số ở như 94 phố thôn trên địa bàn huyện, yêu cầu nâng cao cái ý thức trách nhiệm của đạo đức công vụ của cán bộ công chức thực hiện các nhiệm vụ này để làm sao phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ cái thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đông Sơn. Với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền các cấp, từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục, các địa phương đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Các địa phương thực hiện mô hình đã tổ chức cho cán bộ công chức ký cam kết thực hiện và làm theo khẩu hiệu 5 biết 3 không 4 thể hiện, nghĩa là biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn, không phiền hà sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc, tôn trọng trong giao tiếp, văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc, lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc, gần dân, giải quyết kịp thời những thắc mắc kiến nghị chính đáng của người dân. Đi liền với đó, tại các trụ sở hành chính các xã phường đều quan tâm bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ở vị trí thuận lợi và công khai đường dây nóng tiếp nhận, giải đáp một số thắc mắc trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân khi đến giải quyết công việc. Hôm nay tôi đến đây để lấy lại hồ sơ và làm thủ tục đính chính của ông cố tôi đã mất. Thì khi đến văn phòng thì nhân viên đây thì giải thích rất rõ ràng, thái độ làm việc thì rất nhiệt tình, giải thích, tư vấn rõ ràng. Và hồ sơ của tôi thì hôm nay là ngày hẹn, nhưng mà cách đây mấy ngày thì có nhân viên nó gọi mấy lần, nhưng mà tôi bận thì chưa đến lấy được. Hôm nay là đúng ngày hẹn. Trên địa bàn huyện Quảng Xương, để thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban tỉnh là chúng tôi thành lập phối hợp với lại ban dân vận huyện ủy thành lập cái mô hình, xây dựng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, để qua đó để giải quyết các thủ tục cho nhân dân, và đặc biệt là các thủ tục hành chính được giải quyết một cách nhanh gọn, đúng quy định. Những thủ tục hành chính nào mà để chậm trễ thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn phải chính thức xin lỗi nhân dân bằng thư. Năm 23 là chúng tôi tiếp tục chỉ đạo và quán triệt sâu sắc các cái nội dung liên quan đến cái giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, và cái mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ sẽ được triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn huyện ở tất cả các đơn vị. Theo đánh giá của Ban dân vận tỉnh ủy, tại 140 xã phường thị trấn thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, việc nhận và trả hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ trên 90%. Kết quả lấy phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền ở 140 mô hình thí điểm trên địa bàn tỉnh cho thấy, mức độ hài lòng đều đạt từ 90% trở lên. Sau 2 năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ ở các địa phương, hiệu quả đem lại không chỉ đổi mới tác phong, thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, mà còn đang từng bước xây dựng chính quyền các cấp thân thiện, trọng dân, gần dân, gắn kết, chia sẻ vì nhân dân phục vụ. Mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ đã có sự tác động mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, cũng như nhận được sự đồng tình, tin tưởng, đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Chuyên mục cải cách hành chính hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.